Đây là bánh mì kèm với gà nha. Lần đầu tiên mình trải nghiệm ăn bằng tay của người Bangladesh, Bangladesh. Họ có những cái món ăn rất là độc đáo. Hôm trước mình có ăn thử thì cực kỳ ngon. Hôm nay ăn ké tiếp. Không có mùi nữa. Có lúc tôi mắm đi rồi. Có gì? Cú dê gà mò sợ. Gà bì. Gà rê đi. Gà bì. Gà bì. Gà bì. Gà bì. Gà bì. Gà Halal food. Frozen protein. Gà bì. 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 한국에서 이리 오늘 다 먹고요? 내일. 냄새 좋아. 네. 내일. 기분이 여기? 이거 다 이거 나 이거 너. 오, 많이 있어요. 우유. 우유? 쇼크비. 쇼크비 우유. 이거 한 개 얼마예요? 얼마? 7천 원? 형, 주원에서 만들었어요, 이거. 아하. 우주, 쇠 동랭. Cái này dạng giống bớ nhưng mà nghe cái mùi sữa rất là béo. Nghe cái mùi nó rất là béo, thơm. Tại vì là có cái này, cái sữa này. Pakistan 사람 Pakistan 사람 이렇게 인디언 사람 그럼
됐어요. 고마워. 됐어요? 응, 됐어요. 됐어요. 다시 고마워. 이거. 응. 오케이, 땡큐. 나도 꽤 먹어요. 응. 아. đây là bánh mì. Ô, cái đó có món này à? Món đó nó là sao? Ăn cái gì đang cháo là sao sợ? Cái bột mì này ra nó ngọt trắng nhá, béo béo. Nó ở đấy nó có kem thế là thanh tính, còn với ớt, muối. Rất là béo. Thật sự là mình thích cái này ăn buổi sáng ăn món này. Nói chung là cái bánh thì ngon. Nhưng mà cái hương vị của nó mình chưa quen. Mình chưa quen thật sự là ăn vài miếng mình ok. Nhưng mà để ngủ thì cái chén này thật sự là khó.